Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến video miền Bắc Chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023. Buổi tối ngày hôm nay là miền Bắc trên kênh nó về được cái khung 82. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai con bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 83 song thủ mình dự đoán cái cặp 18 81. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong ngày mai.